Mở đầu bài viết, tác giả David Hutt kể lại cuộc họp giữa ông và nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến trong dịp diễn ra thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội. Lúc đầu, cuộc hẹn được thống nhất tại một quán bar ở trung tâm thủ đô, nhưng việc an ninh theo dõi anh Nguyễn Chí Tuyến đã khiến họ phải thay đổi nơi gặp gỡ. Vẫn theo lời kể của tác giả David Hutt, anh Tuyến cho biết, cơ quan an ninh đã tăng cường giám sát các nhà hoạt động và nhà vận động nhân quyền ở Việt Nam trước thềm hội nghị thượng đỉnh Kim Trump. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho biết, từ năm 2011 tới nay, khi có sự kiện lớn nào ở Việt Nam, bản thân anh và nhiều người hoạt động khác đều bị ngăn chặn. Đối với biện pháp này, anh có đánh giá? Ở Hà Nội, đặc biệt là những người ở Hà Nội mà bị cái chuyện mà an ninh đến chặn cửa, rồi không cho đi ra khỏi nhà hay là cứ đi theo khắp các nơi như vậy, thì cái điều đó nó cũng phản ánh một cái bộ mặt phía đằng sau cái ánh hào quang mà người ta gọi là thành phố vì hòa bình. Thì nó, tôi cũng muốn hỏi là cái hòa bình đó là hòa bình cho ai và hòa bình nó là hòa bình như thế nào? Trong những ngày qua, các nhà hoạt động nhân quyền trên cả nước đã đăng ảnh và video lên Facebook cho thấy có nhiều nhân viên canh gác tại khu vực nhà họ. Không chỉ đối với những nhà hoạt động đang ở Hà Nội, nơi diễn ra thượng đỉnh, mà ngay cả những người ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở các tỉnh thành phía Nam cũng bị an ninh ngăn chặn ra khỏi nhà, như lời nhà cựu tù chính trị Bùi Hằng ở Vũng Tàu chia sẻ vào ngày 27 tháng 2 như sau. Khắp trong Nam ngoài Bắc là những người bất đồng chính kiến bị khủng bố, bị giam giữ, bị giam lỏng, bị bắt cóc, thậm chí là bắt giam khi mà họ ra đường. Vào đêm ngày hôm qua thì họ đã cho người khóa cổng nhà tôi và nhốt tôi trong nhà. Sau đó họ đổ keo, giá keo vào trong cái ổ khóa. Theo nhà báo David Hutt, có đến 3.000 nhà báo quốc tế tại Việt Nam tác nghiệp tại thượng đỉnh Hoa Kỳ, Bắc Hàn lần thứ hai diễn ra ở thủ đô Việt Nam trong hai ngày 27 và 28 tháng 2. Nhưng hầu hết đều bỏ qua việc chính phủ Hà Nội đang đàn áp phong trào dân chủ. Nhà báo này cho biết những người được nhận thẻ báo chí từ phía Việt Nam bị cấm tuyệt đối đưa tin những vấn đề không liên quan đến thượng đỉnh. Mặc dù trong thực tế, có những nhà báo quốc tế chỉ quan sát tình hình Triều Tiên và không mấy quan tâm đến chuyện nội bộ Việt Nam. Trước nhận xét này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang cho rằng có lẽ là nó cũng là chuyện bình thường thôi, bởi vì cái chuyện đàn áp nhân quyền bắt bớ thì nó là thường xuyên ở Việt Nam rồi. Trong khi Tổng thống Trump sang Hà Nội đó, thì an ninh cũng đi canh gác, chặn một số cái nhà, những cái người mà hay tham gia các cái hoạt động xã hội, dân sự ấy. Nhưng mà cái chuyện canh gác ấy thì nó cũng thường xuyên rồi. Cho nên là người ta cũng không quan tâm và người ta chỉ tập trung vào cái chuyện là cuộc họp giữa ông Trump và ông Kim thôi. Cho đến nay, kể cả Tổng thống Trump hoặc các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đều không đề cập đến các điều kiện nhân quyền tại Việt Nam. Gặp gỡ với Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào thứ Tư, ông Trump chỉ dành những lời khen ngợi cho chủ nhà. Tuy nhiên, các blogger Việt Nam nhấn mạnh rằng các phóng viên đến thăm không nên quên rằng Việt Nam vẫn là một quốc gia độc đảng và là một trong những nước đàn áp nhân quyền tồi tệ nhất ở châu Á. Trong tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu rằng Việt Nam đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho vị khách quý đến Việt Nam để thể hiện đất nước Việt Nam hòa bình, an ninh an toàn. Nhận xét về phát biểu này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang cho rằng cái dịp này thì Việt Nam được quảng cáo không mất tiền. Đặc biệt là ông Trump thì khen ông Trọng, khen ông Phúc, khen Việt Nam. I think it may very well turn out to be very successful. It helps that it's in Vietnam because you've shown something that the world is really getting to see, the incredible job that you've done in Vietnam in a very short period of time. Thì đối với cái chính quyền Việt Nam mà được ai khen thì như thế sướng lắm. Họ phải tuyên truyền ghê gớm lắm. Được Tổng thống Trump khen kinh tế Việt Nam phát triển, người Việt Nam thân thiện, rồi thì món ăn Việt Nam ngon, rồi vân vân. Thế các nhà báo cũng khen, cho nên là đây tất cả báo chí và truyền thông suốt ngày nói được Việt Nam được khen ngợi và truyền hình ra quốc tế. Thì đối với Việt Nam bây giờ cũng thế, cái gì xấu thì che đậy. Những cái mà chuyện vi phạm nhân quyền để đàn áp những người bất đồng chính kiến rồi thì cưỡng đoạt cái này thì vân vân thì nhiều lắm, thường xuyên. Nên nhiều khi người ta dân người ta quen những cái đó rồi.
Dẫn lời từ một trang báo mạng trực tuyến, tác giả David Hurt cho rằng cái giá phải trả cho một hình ảnh Việt Nam hòa bình như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất có thể là quyền tự do của những người dám thực thi quyền hiến định của họ, như 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù khắp dải đất chữ S hiện nay.